chào quý khán thính giả chương trình thời sự trong tuần của TV Tuần San Online, phát hình thứ ba ngày 31 tháng 5 2022 từ thành phố Melbourne, Úc Đại Lợi, Vũ Hà và chủ bút Nguyễn Hồng Anh. Xin chào quý vị. Chào anh Hồng Anh. Chào Vũ Hà và chào quý khán thính giả của TV Tuần San Online. Thưa quý vị, để mở đầu mời quý vị theo dõi thời sự Việt Nam. Thưa anh, mở đầu thời sự trong tuần của Việt Nam hôm nay có cái đề tài gì đáng để bình luận trước tiên không anh? Thưa Vũ Hà và thưa quý khán giả của TV Tuần San Online, tuần vừa qua ở trên các mạng xã hội có xuất hiện hai bài viết Facebook của hai nhà giáo, đó là ông Trương Quang Đệ và ông Nguyễn Đình Công. Thì ông Trương Quang Đệ là một nhà giáo, một nhà văn, ông viết một cái bài là thế này với cái đề tài là tham nhũng, bệnh thành tích và hư danh do đâu mà ra. Ông không đồng ý với cái lập luận cho rằng là tham nhũng thì ở đâu cũng có. Ông nói ở những cái nước mà tự do, dân chủ đó, thì họ có cái cơ quan độc lập, chứ không phải như ở Việt Nam, tất cả là do đảng cầm đầu hết. Họ có những cái cơ quan độc lập, chẳng như là quốc hội, tư pháp, tất cả nó là rành mạch, nó tam lập, nó có những cái quyền nó phân biệt ra, nó không có gom chung lại như là đảng Cộng sản Việt Nam. Và những cái người mà trí thức, nếu mà họ có những cái ý kiến gì đó thì bị quy chụp vào cái gọi là lợi dụng tự do dân chủ để mà lật đổ chế độ thì đưa đi tù. Sau đó khi qua cái bài viết này đó, đặt cái câu hỏi từ đâu mà ra, tức là ông nhà giáo Trương Quang Đệ nói do cái vấn đề đó. Nhưng mà sau đó thì ngay sau đó thì ông Nguyễn Đình Công là một giáo sư, một tiến sĩ, một giáo sư về hưu rồi, thì ông nói rằng là cái bài của ông nhà giáo Trương Quang Đệ hay, trình bày như vậy là đúng nhưng mà chưa đủ. Thì ông nói rằng là mình phải hỏi tiếp từ đâu mà sinh ra cái nền giáo dục đó. Thì ông Đình Công nói là ông Đề cũng như nhiều người họ biết từ đâu mà ra. Nhưng mà họ không dám nói, họ sợ. Thì ông nói là có lẽ là sợ thì mình cũng sẽ chấp nhận thôi, nhưng mà mình đừng có sợ nữa để mình vượt qua được. Thì người ta hỏi thế này, người ta hỏi tiếp là nguyên nhân đâu mà có những cái tai họa được rồi nhân dân Việt Nam phải chịu cho đến ngày hôm nay. Thì ông nói rằng là có những cái người mà đã truy nguồn gốc những cái tai họa mà nhân dân Việt Nam phải chịu đến ngày hôm nay, nó có từ đâu. Ông nói là họ truy đến tầng vô hùng của chúng ta đó. Đúng rồi. Thì ông lấy một cái câu như là câu vẽ, là một câu thơ của nhân gian, tôi cũng có nghe rồi hồi trước đây cũng lâu, mà hôm nay cũng đọc lại cho quý vị nghe cho nó vui. Thì đó là cái câu như thế này: chung quy bởi tài vua hùng, sinh ra một lũ vừa khùng vừa điên. Người khôn thì đã vượt biên, còn người ở lại không điên cũng khùng. Câu này là câu nói nó chứ vui thôi, nói là thầm tề, một cách thầm tề để mà nó nói lên một cái hiện trạng đang xảy ra ở Việt Nam. Những người mà đi vượt biên như chúng tôi, như là Vũ Hà, chắc chắn phải là những người khôn đâu. Và những người ở lại như là hai thầy giáo, giáo sư là ông Trương Quang Đề và ông Nguyễn Đình Cống, họ không phải là những người khùng người điên đâu. Cả gần 100 triệu người Việt Nam không có khùng có điên. Nhưng mà ông nói rằng là mình không có truy đến vô hùng. Cái đó là mình nói, đó là mình, ông nói rằng mình phải dừng lại một cái thời gian ở gần đây này mà mình có thể biết. Đó là khi cái chủ nghĩa Mác Lê nó được truy, đưa vào, du nhập vào Việt Nam với một cái nền gọi là chuyên chính vô sản độc tài. Bởi vì khi mà đưa những cái chủ nghĩa mà, một cái nền chuyên chế độc tài, thì nó tạo ra một cái nước Việt Nam mà như ông nhà giáo Trương Quang Đệ nói là có tham nhũng tràn lan, rồi bệnh thành tích và hư danh. Bởi vì như ông nói đó, hình như mọi nơi mọi cấp đều thấy tham nhũng thành tích dọn. Tiến sĩ cầu lông, có tiến sĩ cầu lông nữa, và giáo sư nửa chữ không thông. Thì thưa quý vị đã nhớ, còn nhớ nhá, cấp lãnh đạo Việt Nam mình, tôi nghĩ cách đây chừng khoảng 5-10 năm trước á, lúc nào họ ghi danh, họ ghi một cái tên, chẳng như là ông tổng bí thư, giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Phú Trọng, nó dài long thông mà cứ lặp đi lặp lại. Báo chí viết, ta viết một chức danh là được rồi, họ viết 3-4 chức danh để họ nâng bi những cái vị lãnh tụ. Và như vậy là cái xã hội Việt Nam hiện giờ, như là ông Trương Quang Đệ nói, là tham nhũng, bệnh thành tích và hư danh. Đó là một
do cái nền giáo dục và do cái Đảng Cộng sản, do những cái người mà như là họ truy ra, như cái ông Nguyễn Đình Cống, ông truy ra đến cái thời gian mà cái chủ nghĩa mà Marx Lenin đưa vào Việt Nam. Thì đúng ra tôi nghĩ ông ở bên Việt Nam mình truy ra, nếu mà truy tận nơi thì phải truy ai? Ông Trọng là mới sau này thôi, tiếp nối thôi, nhưng phải truy vào Hồ Chí Minh. Ông Hồ Chí Minh. Ở Việt Nam như là ông giáo sư Nguyễn Đình Cống nói rằng sợ là phải ai cũng sợ, ta sẽ nó bộ tù. Ông có ông giáo sư tương lai Vũ Hà còn nhớ không? Trong một cái cuốn băng ông kêu ông Nguyễn Phú Trọng là thằng Nguyễn Phú Trọng. Cái đó là hơi quá đáng, nhưng mà khi mà gọi thằng Nguyễn Phú Trọng tức là mạt sát cái chế độ Việt Nam bây giờ do Nguyễn Phú Trọng lãnh đạo. Nhưng mà ông không dám đụng đến ông tương lai, và rất nhiều người không ai dám đụng đến Hồ Chí Minh hết. Tại vì Hồ Chí Minh vẫn nằm chính đình ngay giữa Hà Nội, giữa cái ba đến như vậy, không ai dám đụng hết. Vâng, dạ. Còn với, thưa anh, với các cấp lãnh đạo Việt Nam, nó trừ ông Nguyễn Phú Trọng, vừa đi xem một cái trận đấu túc cầu SEA Games đó anh, thì có nói lên được cái điều gì không anh? Nói lên một cái xã hội mà như là mà giáo sư ông nhà giáo Trương Quang Địa và ông Nguyễn Đình Cống vừa nói đó, nó một cái người ta thích cái hư danh. Thưa quý vị, ở những cái nước mà dân chủ đó, quý vị thấy ở nước Pháp, nước Mỹ, nước Úc ở đâu, nếu mà các lãnh đạo, các thủ tướng, các tổng thống đến dự một cái trận đấu mà có tính cách quốc tế hay là quốc gia thì họ đi bình thường như mọi người, có thể họ được ngồi ở cái chỗ tốt hơn và an toàn hơn, tại vì để bảo vệ cái tính mạng của họ. Quý vị cũng thấy trong những cái trận đá banh mà như là vừa rồi, những cái giải mà đá banh thế giới hay là những cái bất cứ cái trận đấu nào, cuộc thi nào thì họ cũng là như người bình thường thôi. Nhưng mà ở Việt Nam nó khác ạ. Cái trận đấu vừa rồi mà gọi trong cuộc đấu SEA Games vừa rồi đó của các nước Đông Nam Á đó, là quý vị thấy ngồi ở trên khán đài, người dân chúng có nhiều người họ đưa cái hình ảnh là ông cái bộ tứ, chỉ trừ ông Trọng thôi, tức là từ ông chủ tịch nước, ông thủ tướng, ông chủ tịch quốc hội, rồi những cái ông ở trong ban bí thư đảng, rồi cả cái ông công an, tôi thấy cái ông gọi là tô ân xô gì đó đứng ở trong đó, và mọi người bên cạnh là có nước nôi, có cái bàn, có nước nôi để ngồi uống. Như vậy, như là một cuộc họp nào ấy, họ nói là giống như đi họp, chẳng phải là đi coi đá banh. Và trước đó thì ở trong cái trận đấu mà nữ đó thì là có một số nơi là các tỉnh là ông họ người không những là có nước có nôi, mà bên cạnh họ còn để trên cái bàn của họ là chức danh của họ, họ như là bí thư hay là chủ tịch nữa, đại khái vậy. Thành thử ra thưa quý vị, đó là một cái xã hội mà nó chú trọng về vấn đề gọi là hư danh. Nói tóm lại thì nếu mà ngay cả các lãnh tụ đó họ đi dự mà họ ngồi giống như là một cái bữa tiệc hay là một giống như là một cái phiên họp của chính phủ hay là quốc hội, thì bên cạnh đó mình thấy là dân chúng khi mà Việt Nam mà đã thắng thì họ đi bảo, họ xuống đường cả đêm như vậy, và nghe nói cả triệu người nữa để xuống đường nữa, rồi có những cái cảnh như là nghe nói là còn là khỏa thân nữa, rồi họ còn viết những cái khẩu hiệu mà có thể là làm cho cái dân chúng Thái Lan rất bực mình với những cái khẩu hiệu của họ, có vẻ tự cao quá. Và ông ngay sau đó thì ông chủ tịch quốc hội Trương Đình Huệ trong cái phiên họp thì ông có nói rằng là Vương Đình Huệ. Ông nói rằng là cái cuộc mà thắng trận vừa qua để chứng tỏ rằng là đây là một cái vinh dự cho Việt Nam, và để cho tạo cái sự phấn khởi cũng như là cái sự hành diện của người Việt Nam trong nước cũng như người Việt Nam ở ngoài, bởi vì Việt Nam đã làm nên những cái kỳ tích như vậy. Mà đá banh một cái cú đá có thể là đôi khi may mắn nó vô, mà cũng có thể giỏi, và cũng người kia có thể là một vì cái gì đó mà họ bắt trục gọi là hụt cái trái banh thì trái banh nó vào cái gôn. Chuyện mà thắng thua ở một cái trận banh là chuyện rất bình thường, không có cái gì mà gọi là ghê gớm để rồi mà ông chủ tịch quốc hội phải vào ở trong quốc hội mà vinh danh cái trận đá của Việt Nam như vậy. Vâng. Thực ra tôi thấy như vậy là cũng buồn cho người Việt Nam. Còn như tôi nói vừa rồi là mấy dân chúng mà cả triệu người mà xuống đường mà để vui mừng như vậy đó. Nếu mà người Việt Nam mình mà có 1 triệu người xuống đường để đòi hỏi cái công bằng cho xã hội, để đòi hỏi cái mình gọi là cái dân chủ cho đất nước mình, thì có lẽ là không tốt, còn là tôi không còn cái chế độ cộng sản Việt Nam bây giờ nữa. Vâng, dạ. Vâng, còn vừa qua đó anh,
cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được cái trao huy hiệu, gọi là huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, để nêu cái phẩm chất đạo đức cách mạng, thì nó có cái ý nghĩa gì với tình hình Việt Nam hiện nay không anh? À, vâng, thưa quý vị, là Đảng Cộng sản Việt Nam khi nào cũng nói đến là đạo đức về rồi đạo đức cách mạng rồi này nọ. Bởi vậy khi ông Phạm Minh Chính trong tuần vừa qua thì ông có cấp cho ông, ban cho ông cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng một cái huy hiệu gọi là 55 tuổi Đảng. Và trong cái huy hiệu đó thì ông nêu gọi là nói lên cái phẩm chất ông nói như là, vì ông Nguyễn Tấn Dũng như là một cái con người mà gọi là tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, kiên định chủ nghĩa Mác Lê tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng. Cái đó thì cũng mình chấp nhận được đấy. Nhưng mà cái câu này thì nghe không có được này: nếu có phẩm chất đạo đức cách mạng của người đảng viên gương mẫu. Thưa quý vị, ông Nguyễn Phú Dũng, Nguyễn Tấn Dũng là một cái người mà nêu cao cái phẩm chất đạo đức cách mạng của người đảng viên gương mẫu. Thưa quý vị, Nguyễn Tấn Dũng là một con người nổi tiếng khắp thế giới về cái gì? Tham nhũng. Ông gọi, người ta gọi là hàm tham nhũng, vua tham nhũng, sâu tham nhũng, là chỉ có Nguyễn Tấn Dũng là cái người mà nổi tiếng nhất, cho đến bây giờ không ai có mặt được hết. Vậy mà lại được trao cho cái huy chương, huy hiệu, gọi ông là một con người nâng cao cái phẩm chất đạo đức của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thành ra thưa quý vị, nếu mà gặp con người như là Nguyễn Tấn Dũng như vậy, rồi Phạm Minh Chính lại đề cao như vậy, thì mấy cái ông nhà giáo vừa rồi nói là đúng rồi. Vâng. Cái đất nước của mình là nó bây giờ nó gọi là hết ý rồi, không còn gì để mà nói nữa. Và tại sao họ Phạm Minh Chính mà cho cái ông cựu Thủ tướng cái huy chương như vậy, cái huy hiệu như vậy là có ý nghĩa gì? Thì tôi nghĩ rằng đây là một cái vấn đề là ông này muốn vận động Phạm Minh Chính bây giờ làm Thủ tướng, nhưng mà cái giấc mơ của ông là làm Tổng Bí thư, phải không ạ? Tại vì ông Nguyễn Phú Trọng rồi thì cũng phải về hưu, không chết ở trên ngồi trên ghế mà chết thì cũng phải về hưu, tại vì ông già quá rồi và ông bệnh hoạn nữa. Và cũng đã như vậy đã là hơn 2 nhiệm kỳ rồi. Thành thử ra Phạm Minh Chính nghĩ rằng là tương lai ông muốn làm cái chức vụ mà Tổng Bí thư thì phải có sự hỗ trợ, và đặc biệt là sự hỗ trợ của người miền Nam. Ông Dũng là người miền Nam, phe miền Nam. Thành thử ra cách mà cho cái ông Thủ tướng tham nhũng cứ hiểu là một người gọi là đạo đức cách mạng như vậy đó, thì đó là để mà lấy lòng cái phe ở miền Nam, để hy vọng rằng là trong tương lai mình sẽ là Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam. Còn về thời sự thế giới đó thì thưa anh, liệu Nga có thể chiếm được cái vùng Đông Bắc của Ukraine không anh? Vâng, thưa quý vị, thì trong thời gian như vậy là cũng đã 3 tháng rồi thì cuộc chiến đã xảy ra, và Nga đã không thể nào mà chiếm được thủ đô Kiev. Do đó họ dồn quân về phía đông, là cái vùng Donbass, là cái vùng mà hiện giờ có 2 cái cộng hòa mà nó xưng là tự trị, kể từ cái ngày mà cái đây cũng khoảng là 8 năm rồi. Bây giờ họ đánh và để họ cuối dứt điểm để lấy cái vùng mà Donbass đó. Thì thưa quý vị, là cái vùng Donbass hiện giờ là chiến tranh rất là dữ dội, và cái ông mà thống đốc của cái khu vực Luhansk đó, ông nói rằng cái ông Sevit gây ra, ông nói rằng là cái tình hình tại cái khu vực này nó trở nên vô cùng tồi tệ. Nhưng mà các nhà nghiên cứu chiến lược ở Hoa Kỳ thì họ nói rằng là mặc dù vậy thì cái chuyện mà Nga đánh thắng được, chiếm được Donbass cũng không phải dễ dàng đâu. Và trong khi đó thì thưa quý vị, là lần đầu tiên mà ông cách đây 1-2 ngày, lần đầu tiên mà ông Tổng thống Zelensky của nước Ukraine ra khỏi thành phố thủ đô Kiev để ông đi thị sát cái khu vực mà Kharkiv, tức là khu vực mà họ đã chiếm lại, họ đã giành lại từ tay của người Nga. Và các tổng thống của, như là tổng thống của Pháp rồi thủ tướng của Đức thì đang vận động cả hai nước Nga và Ukraine hãy ngồi vào bàn hội nghị, và họ yêu cầu là Nga hãy chấm dứt cái vấn đề là đưa quân qua, hãy rút quân về đi, đừng không còn tiếp tục tấn công Ukraine nữa.
Và trong khi mà tình hình người ta lo sợ rằng là Donbass sẽ lọt vào tay của Nga, thì có tin là Tổng thống Hoa Kỳ, ông Joe Biden đang tính đến cái việc là chấp thuận để gửi một cái hệ thống hỏa tiễn tầm xa đó, họ có thể nó bắn đi xa để có thể là giúp cho Ukraine có thể cầm cự lại được hoặc là giành lại được cái vùng Donbass. Vâng. Còn về chuyến công du của Ngoại trưởng Trung Cộng nó thăm các đảo ở Thái Bình Dương đó anh, thì đến đâu rồi anh? Thưa quý vị, là trong vòng một tuần lễ qua thì chúng ta thấy rằng là ở bên Úc thì có bầu cử và ông và cái đối lập, thì họ nói rằng là chính phủ của liên đảng đã không làm đủ để mà làm sao cho các cái nước ở trong vùng Nam Thái Bình Dương, chẳng hạn như là Solomon, không đi gọi là chạy theo Trung Cộng và ký cái hợp ước an ninh với là Trung Cộng. Thì thưa quý vị, thì trước đó là vào tuần qua, cái ông ngoại trưởng của Trung Cộng là ông Vương Nghị, ông đã mở một cái chuyến công du mà dài ngày, công du đến kéo dài đến 10 ngày, đi đến 8 nước ở trong cái khu vực Nam Thái Bình Dương. Và nước đầu tiên mà ông đến là nước Solomon. Thì tại Solomon á, thì ông nói thế này. Ông nói rằng là có những người họ nói rằng là Trung Cộng sẽ lợi dụng cái hiệp ước này để lập những cái căn cứ quân sự, đặc biệt là hải quân ở quần đảo Solomon. Ông nói chuyện nó không có. Ông nói rằng là Trung Cộng sẽ không có thiết lập các căn cứ quân sự ở Solomon. Và ông nói rằng nếu các nước mà ở trong cái vùng Nam Thái Bình Dương mà hợp tác với là Trung Cộng, thì Trung Cộng sẽ mang lại hòa bình cho họ, mang lại cái sự hòa hợp hơn, mang lại cái công bằng hơn và mang lại cái thịnh vượng hơn. Đó là cái con mồi mà ông Vương Nghị đang mang đi để dụ dỗ 8 quốc gia mà ông sẽ công du trong vòng 10 ngày qua. Thì sau khi mà qua ở bên Solomon á, thì ông tiếp tục đi thăm các nước khác giống như là Kiribati hay là nước Samoa. Thì cái nước Kiribati là cái nước mà vào năm 2019 cũng đã theo chân của nước Solomon để cắt đứt quan hệ với là Đài Loan và đã thiết lập ngoại giao với là Trung Cộng. Và vừa qua thì bây giờ họ tiếp tục tới ở bên nước Samoa. Samoa là quần đảo đối khoảng chừng tôi nghĩ là từ 100 hơn 100 ngàn dân ở bên phía đông của nước Úc, quần đảo Samoa. Ở đây mình có nhiều cái người dân mà Samoa sống ở nước Úc này, họ là công dân của nước Úc giống như mình vậy đó, và họ là người mà nước da họ trắng. Thì vừa qua thì ông Vương Nghị chỉ qua cái nước Samoa trong vòng 4 tiếng đồng hồ thôi. Đi công du mà chỉ trong 4 tiếng đồng hồ thôi. Và họ đã ký một cái giấy tờ gì đó mà cái tờ báo Samoa Observer, họ nói rằng là đây là một cái gọi là cuộc họp bí mật, một cái hiệp ước bí mật mà dân chúng không được biết. Như vậy là phản, gọi là phi dân chủ. Và họ nói rất là nguy hiểm bởi vì nếu mà nước Samoa, quần đảo Samoa mà ký hiệp ước với Trung Cộng mà như vậy thì có thể là mai một là mình sẽ mất đi cái độc lập của mình. Vâng. Thế nên họ cũng cảnh cáo là phải cần cho dân chúng biết là trong 4 tiếng đồng hồ đó thì giữa Trung Cộng với là Samoa đã ký những cái hiệp ước như thế nào. Và ngày đầu tuần này thì cùng lúc bà ngoại trưởng của Úc mình là bà Penny Wong, sau khi mà bà đi qua ở bên Tokyo họp xong thì bà trở về Úc và lên đường ngay để đi qua ở bên nước Fiji. Thì qua ở bên Fiji, bà nói rằng hứa với các nước ở trong cái vùng á, là Úc á, bây giờ sẽ để ý đến các quốc gia láng giềng của mình nhiều hơn. Và đồng thời cũng sẽ là viện trợ nhiều hơn. Thì bà hứa là nước Úc sẽ viện trợ cho 500 triệu các nước ở trong vùng Nam Thái Bình Dương để giúp họ mà trong nhiều cái lĩnh vực là vấn đề xây kết, vấn đề đường xá, vấn đề vệ sinh, vấn đề y tế này nọ. Thì trong lúc bà đi qua ở bên nước Fiji như vậy thì cái ông
Vương Nghị. Thế ngày đầu tuần này ông cũng là đã qua ở bên nước Fiji. Tại vì nước Fiji là cái nước mà hiện giờ đó, cái người mà làm thủ tướng là ông Frank Bainimarama. Ông Bainimarama này là cái người mà đã làm cuộc đảo chính năm 2006. Và lên ông là nguyên là một chỉ huy của Hải quân. Và lên là làm thủ tướng từ ngày đó đến bây giờ. Và quý vị có thấy rằng là khi mà nói chuyện là ông Vương Nghị đi là bá vai, vâng, ôm lưng của ông Bainimarama rất là thân thiện. Bởi vì từ cái ngày mà ông này lên cầm quyền ở nước Fiji thì là nước Tàu hỗ trợ cho Fiji rất nhiều. Và cũng trong ngày hôm qua thì tại nước Fiji họ có một cái phiên họp gọi là hội nghị 10 quốc gia trong cái diễn đàn diễn đàn Nam Thái Bình Dương, diễn đàn các quần đảo Thái Bình Dương. Thì thưa quý vị, cái diễn đàn các quốc gia Thái Bình Dương này có được thành lập là năm 1971, và trong đó có 18 nước ở trong cái vùng Nam Thái Bình Dương này gồm Úc và Tân Tây Lan. Nhưng mà cái buổi mà họp vào ngày hôm qua tại thủ đô Suva ở bên nước Fiji thì không có Úc, không có Tân Tây Lan, mà chỉ có một số nước khác thôi. Và trong đó thì ông Vương Nghị tại khách sạn là Grand Hotel ở bên Suva thì ông mà họp là họp bằng trực tuyến thôi, với là trong 10 quốc gia. Thì ông đưa ra một cái đề nghị là kiếm một cái hiệp định, ông làm sẵn rồi một cái hiệp định, dự thảo một cái hiệp định là hợp tác về vấn đề là thương mại, tự do mậu dịch, rồi an ninh về mạng, rồi khai thác thủy sản, rồi khai thác nông sản. Thì khi mà đưa ra cái dự thảo như vậy đó, cái hiệp định như vậy, thì cái ông tổng thống của nước Micronesia, ông tổng thống này ông đã gửi một cái điện văn và ông nói rằng là các nước đừng có ký cái hiệp ước này với là Trung Cộng ngay bây giờ, bởi vì cái hiệp ước đó sẽ gây nên một cái sự gọi là xung đột, một cái cuộc chiến tranh lạnh ở giữa Trung Cộng với là các nước Tây phương. Và đồng thời cái hiệp ước đó sẽ ràng buộc các nước lại và sẽ như là trở thành là nằm trong quỹ đạo của Trung Cộng, và đồng thời về lâu về dài thì sẽ mất chủ quyền quốc gia. Và thưa quý vị, thì các nước đã không có ký, các nước 10 nước vào ngày hôm qua đã không ký cái hiệp định mà ông Vương Nghị rất là mong muốn. Và như vậy thì nhưng mà điều đó không có nghĩa rằng là Trung Cộng họ sẽ đi với từng nước, giả như họ đi từng nước với là nước Solomon, họ đi với nước là Kiribati, họ đi với nước Samoa, cũng như là ở bên Biển Đông mình vậy đó, nó không họp chung mà nó đi song phương từng người thôi để nó gây áp lực, và những người đó, nước đó sẽ ký hiệp ước riêng với là Trung Cộng. Thì đó là về cái tình hình ở bên Nam Thái Bình Dương. Và có một điều nữa đó, là thưa quý vị, là vào ngày mai thì còn 4 nước nữa thì ông Vương Nghị sẽ đi, và trong đó sẽ đến nước Papua New Guinea gần chúng ta ở đây. Thì thưa quý vị, là hiện giờ đó là cái nước mà Papua New Guinea đang có giải tán quốc hội rồi, trong 4 tuần qua rồi, và còn một tuần nữa thì họ sẽ bầu cử quốc hội. Và cái đảng đối lập á, họ nói rằng là ông thủ tướng không nên ký cái hiệp ước lúc này, bởi vì mình đang là một cái thủ tướng mà gọi tạm thời thôi, chứ phải đợi một cái chính phủ mới thì mới ký hiệp ước. Chứ còn bây giờ mình đang tạm thời mà ký hiệp ước là không có hợp lệ, nó không có đúng. Và họ cũng phê phán nước Tàu, Trung Cộng đi đến thăm nước ta, người ta, và đưa ra những cái gọi là đề nghị để ký hiệp ước trong lúc đang bầu cử là như vậy, là nó không có tốt. Vâng. Đó là những cái mà phê bình của những cái nước mà ở trong cái vùng Nam Thái Bình Dương. Còn về thời sự ở nước Úc á, thì anh có ý kiến gì về cái thắc mắc về cái song tịch của dân biểu ở Đài Lê không anh? Vâng, trước khi mà nói về cái vấn đề mà song tịch của gọi là thắc mắc về song tịch của dân biểu Đài Lê, thì chúng tôi xin báo cho quý vị biết rằng là cho đến ngày hôm qua thì cái con số của đài ABC họ kiểm phiếu, họ nói là lao động có 75 ghế, bằng ghế, nhưng mà họ nói có lẽ chắc chắn là sẽ có 76 ghế. Và như vậy lao động sẽ
thành lập được một cái chính phủ gọi là đủ tức là đa số, thành thử ra có thể là dễ dàng trong cái vấn đề mà điều hành đất nước. Và riêng cái đảng tự do thì đã có Tân Thủ Lãnh rồi, tức là cựu bộ trưởng quốc phòng là ông Peter Dutton, và người phó là một phụ nữ. Và đảng nông gia thì cũng là đã có một Tân Thủ Lãnh là ông Lytton Brown thay thế ông Bart Barney Joyce, và cái người phó thủ lãnh của đảng quốc gia cũng là một phụ nữ nữa. Thành thử ra bây giờ là như là hai cái vị này có nói, hai cái vị Tân Thủ Lãnh của đảng quốc gia, của liên đảng quốc gia và tự do họ nói rằng là mình có lẽ là đây là một bài học cho họ trong cái 3 năm tới, tức là không đi về phía cực hữu quá, không đi về phía cực tả quá, họ sẽ ở trung du. Đó là cái kinh nghiệm của họ trong cái cuộc thất bại mà gọi là nặng nề vừa qua. Và một cái điều nữa là cộng đồng Việt Nam mình hy vọng là có sẽ có thêm 4 triệu bãi ưu kim nữa, bởi vì cái lời hứa của đảng như là ông nghị sĩ lao động Kỳ Tương Dũng nói đó, nếu mà đảng lao động liên bang mà thành công á, cầm quyền thì họ sẽ cho cộng đồng Việt Nam mình cái số tiền là 4 triệu bãi để mà xây góp vào để xây dựng cái viện bảo tàng. Và bây giờ nói về cô Đài Lê. Thì sau khi mà cô trung cử được đâu 3 ngày thôi thì có xì ra cái tin là khi mà cô nộp đơn để mà ứng cử quốc hội đó, Hạ viện và Thượng viện đó, thì thường phải nộp cái đơn. Và trong đơn đó có một số câu hỏi. Thì như người ta báo cáo và báo chí nói rằng là cô Đài Lê đã, khi mà hỏi cái câu rằng là quý vị đã có bao giờ là thật là công dân hay là thần dân có một nước nào chưa? Thì Lê Đài viết trong đó là chưa bao giờ là công dân của một nước nào hết ngoài nước Úc. Và khi mà hỏi nếu mà quý vị là đã là thân dân của một nước khác và đã từ chối cái quốc tịch của nước đó rồi thì cho biết là trong cái trường hợp nào, phải giải thích ra, thì Lê Đài bỏ trống. Đó, thành thực ra bây giờ đó họ nói rằng Lê Đài là có sống tiệt, bởi theo cái điều 44 của cái hiến pháp Úc là một cái người mà muốn làm dân biểu và nghị sĩ của liên bang bắt buộc là chỉ có một quốc tịch mà thôi. Nếu có mục tiêu khác thì phải từ chối, còn nếu mà sống tịch là bất hợp lệ. Và trong trường hợp cách đây 3-4 năm đã có ít ra là 16 vị dân biểu thượng nghị sĩ đã bị mất cái chức của mình khi mà người ta khui ra là họ là sống tịch. Nhưng mà bên phía cô Lê Đài thì cô Đài Lê thì cô qua cái người phát ngôn viên của cô là ông thị trưởng Fairfield nói rằng là Lê Đài là không có quốc tịch của Việt Nam, cô chỉ có quốc tịch của Úc mà thôi, và ai mà muốn mà khiêu nại kiền tùng thì cứ việc đưa cô ra tòa đi, cuối cùng họ sẽ bẻ mặt thôi. Thì tôi nghĩ rằng là cô Lê Đài có thể có cái lý do chính đáng để nói rằng là mình không có quốc tịch của Việt Nam. Thứ nhất là cô là khi đẻ ra giấy sinh của cô là cái cô là công dân của nước Việt Nam Cộng Hòa, phải không ạ? Cô là công dân của nước Việt Nam Cộng Hòa. Rồi khi mà cô đi vượt biên á, thì lúc đó là cô mới 7 tuổi thôi. Một người 7 tuổi thì không biết rằng là mình có quốc tịch nước nào, phải không ạ? Và bây giờ khi mà trả lời ở trên cái câu hỏi của mà ghi danh vào cái ứng cử làm ứng cử mà ra, ứng cử mà với là ủy ban bầu cử thì cô để trống, cô không nói rằng không để nói để vì cô sẽ giải thích sau. Bởi vì thưa quý vị là một cái nước Việt Nam Cộng Hòa đâu còn nữa, phải không ạ? Nước Việt Nam Cộng Hòa không còn nữa, nước Việt Nam Cộng Hòa đã không còn trên bản đồ nữa. Thành thử ra cô không thể là công dân của một cái nước nào khác, cô chỉ là công dân của Việt Nam Cộng Hòa thôi. Còn cô nói cô là công dân của nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam không đúng, tại vì đúng rồi, cô là cái người mà từ chối cái nước đó để đi ra bằng cái hành động mình đã đi vượt biên. Và đồng thời cái nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa hoặc là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã chiếm cái nước Việt Nam Cộng hòa bất hợp pháp. Thành thử ra không thể rằng một cái nước chiếm nước người ta bất hợp pháp, không thể nào mình là công dân của nước họ. Thành thử ra tôi nghĩ rằng Lê Đài nếu có bị người ta thưa kiện thì có lý do chính đáng để nói rằng là mình chỉ có một quốc tịch mà thôi, đó là quốc tịch của nước. Thưa quý vị, chương trình thời sự trong tuần đến đây chấm dứt. Vũ Hà và anh Nguyễn Hồng Anh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại kỳ tới. Chào quý vị. Dòng máu chảy từ trong người, dòng máu chảy từ trong tim, lửa uốn hận đã chảy.
trong chỉ là từng giọt máu anh em. Dòng máu này mãi tiếng quê tôi, Việt Nam ơi tiếng quá bồi hồi. Máu dân mình vẫn còn tuôn rơi, khúc ruột này mình còn chia đôi. Dòng máu chảy đất nước xanh sao, chừng nghe ra hai tiếng đồng bào. Ôi lạ lùng đất nước tôi ơi, thấy trong lòng một trời xuân sao. Dòng máu chảy kia sông dài từ biên giới.